Do đánh rơi điện thoại xuống dưới khe tường ranh giới giữa hai nhà, một người đàn ông đã tháo cửa sổ, chui xuống lấy và bị mắc kẹt không thoát ra được. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phải mất 30 phút mới giải cứu được người đàn ông này. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 6. Vào thời điểm đó thì người đàn ông này đã làm rơi điện thoại xuống khe tường ranh giới giữa nhà ông và nhà hàng xóm. Lúc này người đàn ông đã tháo khung cửa sổ chui xuống khe tường để lấy điện thoại và bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 2 mét, không có cách nào tự mình thoát ra được. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử lực lượng đến hiện trường để tiếp cận giải cứu nạn nhân. Cảnh sát đã chấn an và dùng phương pháp cứu hộ để đưa nạn nhân ra khỏi khe tường. Sau khoảng 30 phút, nạn nhân đã được giải cứu thành công trong tình trạng khó thở và xây sát nhẹ nạn nhân sau đó đã được tiếp nước và sơ cứu hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định